Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép gửi đến quý vị một số những cái thông tin xung quanh câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt đó chính là mẹ ruột của Võ Hoàng Yên vừa mới tiết lộ một cái thông tin cực nóng về tung tích của ông này, nơi ở của Võ Hoàng Yên sau một khoảng thời gian dài biệt vô âm tín. Thưa quý vị, có một cái người anh cũng đã đến trực tiếp Hưng An Tự để mà tìm hiểu về cái thông tin về cô Võ Hoàng Yên, thì bất ngờ đã gặp được là mẹ của Võ Hoàng Yên tiết lộ ra một số những cái sự thật rằng là Võ Hoàng Yên hiện tại đó đã ở đâu và làm gì. Trước tiên thì Thanh Quyền xin được mời cho tất cả các chú anh chị chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của mẹ của Võ Hoàng Yên. Chúng ta cũng đi vào phân tích cụ thể với những cái thông tin mà mẹ Võ Hoàng Yên đã chia sẻ. Mới đến để hỏi xem là thầy có về bốc thuốc không á? Ở đây là thứ hai có thứ bảy chủ nhật đấy. Dạ. Tức là tưởng là con, ý con là tưởng là thầy Yên có về đây á? Thầy Yên có về đây thì để con đưa người nhà đến đấy. Không có, không có gì đây đâu. Dạ. Không có cần bóng nhiệt, nhưng mà nó bóng nhiệt mà. Dạ. Không có làm bóng nhiệt thì nó để đâu gì làm gì. Dạ. Vậy là thầy chắc thầy chủ yếu ở trên Sài Gòn à? Thầy chủ yếu ở trên Sài Gòn à bác? Có, thầy ra nước ngoài ở mà. Dạ. Thầy ra nước ngoài luôn rồi à? Ra nước ngoài ở mà, có Phật ở Mỹ rồi. Ồ. Ồ, vậy thầy đi lâu chưa ạ? Hả? Thầy đi lâu chưa ạ? Đi hơn đầu năm. Ồ. Bởi vì người nhà của con cũng là có người ở Mỹ đấy. Người ở Mỹ đấy. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một cái đoạn ngắn mà mẹ ruột của Võ Hoàng Yên cũng đã chia sẻ một số những cái thông tin xung quanh rằng là Võ Hoàng Yên hiện tại đang ở đâu và đang hành nghề gì. Điều đặc biệt đó chính là khi mà một người anh trai đã đến trực tiếp Hưng An Tự để hỏi thăm tình hình cũng như là cái nơi ở của Võ Hoàng Yên, thì được một người phụ nữ ở bên trong này xưng là mẹ của Võ Hoàng Yên đó cũng đã chia sẻ cụ thể, nói rằng là bây giờ là ở đây chỉ bốc thuốc thôi, lúc trước thì còn bấm quyệt nhưng bây giờ là không có bấm quyệt nữa, cho nên là ông Yên này á, ông đâu có về đây nữa, không có ở đây. Mà đặc biệt hơn nữa là đã đi nước ngoài từ đầu năm nay rồi. Thì như thông tin Thanh Quyền đã đưa trước đó, Võ Hoàng Yên đã đi ra nước ngoài trước khi mà cô Nguyễn Phương Hằng trở về. Thưa quý vị, và cái điểm đến của ông này lựa chọn đó chính là nước Mỹ. Cái điều khá là trùng hợp ở đây đó, thì trong những cá nhân mà từng đấu tố với cô Nguyễn Phương Hằng, họ đều lựa chọn một nơi, đều đến một nơi, đó chính là Mỹ. Từ con Trang Mắm Tôm, Trang Mắm Tôm nè, Võ Hoàng Yên nè, rồi cho đến ai cô chú anh chị, đó chính là cô ca sĩ Đồng Xanh trước đó đó đã từng gọi là cầu cứu chính phủ Mỹ. Rồi sau đó là hiện tại đó thì mình được biết rằng kể cả anh Đồm cũng có quốc tịch Mỹ. Anh Đồm cũng có quốc tịch Mỹ. Và người kế tiếp đó thì mình đánh giá rằng không ai khác, đó chính là cô Đình Lan. Nó đang ra sức ngày ngày đêm đêm để mà học tiếng nước ngoài đó cô chú anh chị, học tiếng Anh, tiếng Em gì đó để được đi nước ngoài. Và mình dự đoán tiếp theo sẽ là con Đinh Lan là người kế tiếp, sẽ gọi là cái mục đích đến của nó chẳng ai nào khác, đó chính là Mỹ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là rất nhiều lần đó nó đã lên những các kênh như là Nam Quang cho đến là Tiến Dũng để mà cầu cứu và để nói xấu xuyên tạc bà Nguyễn Phương Hằng. Khoảng thời gian gần đây, khi mà cô Nguyễn Phương Hằng tổ chức những cái buổi talk show, những cái buổi giao lưu tại khu du lịch Đại Nam vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần đó, thì Đinh Lan vẫn đang tiếp tục tấn công và vu khống một cách vô cùng trắng trợn, thậm chí là dữ dội hơn nữa. Mới đây thì trang cá nhân trên kênh YouTube của Đinh Lan tiếp tục đưa ra một cái thông tin bịa đặt. Em đi xa quá, lần này ít nhất là 6 năm, nhiều nhất là 15 năm. Đừng ngất xỉu khi tuyên án nhé em. Triệu tập lần 1, không lên
thì sẽ là lần 2 và lần 3 thì giữ lại luôn em nhé. Đã có công văn trả lời. Mục đích của Đình Lan đó, cô chú anh chị, ngụ ý rằng là việc mà cô Nguyễn Phương Hằng đã gọi là bị triệu tập. Cô Nguyễn Phương Hằng đã bị triệu tập lần 1 rồi, nhưng mà không lên. Lần 2 thì sẽ bị triệu tập lần 2, và cho đến lần 3 là sẽ bị giữ luôn. Trước đó đó thì Đình Lan đã đưa ra một số những cái thông tin rằng là Tổng cục An ninh đã vào cuộc, rồi cho đến là A05, BA38, A02, A09, cục tình báo đang làm việc với gọi là bà Nguyễn Phương Hằng, đủ thứ trò cho cô chú anh chị. Nhưng mà tôi khẳng định với cô chú anh chị đó, qua thông tin mà Thanh Quyền đã xác minh được chính xác 100% là không có vấn đề gì đối với cô Nguyễn Phương Hằng cả. Bởi vì trong cái câu chuyện mà liên quan đến người phụ nữ là tự xưng là Việt Tân đó, thì rõ ràng nhìn vào ai cũng biết đó, đó là cái câu chuyện cực kỳ nhạy cảm. Và cho dù là có cái gọi là ăn gan trời đi nữa đó, thì mình tin rằng đó là bản thân cô Nguyễn Phương Hằng sẽ không bao giờ có thể dám bày ra một cái vở diễn như vậy cho các vị. Bởi vì đó là cái câu chuyện mà ai cũng biết là nó nhạy cảm, mà ai cũng biết rằng tổ chức Việt Tân là cái tổ chức nào. Đinh Lan còn khẳng định là 15 năm đủ để ngất xỉu rồi, 12 năm cho 4 tội và 3 năm cho vụ giám đốc thẩm. Cho đến giờ phút này thì Đinh Lan nó vẫn mơ mộng là lời còn giám đốc thẩm cái vụ án 331 lần trước, trong khi là cô Hằng đang ở nhà rồi, người ta về biết bao lâu rồi. Nó đã làm đơn cầu cứu lần 3 nha cô chú anh chị. Đinh Lan này đó, nó làm đơn cầu cứu lần 3 rồi, gửi đơn đến gọi là bác tổng bí thư Tô Lâm, rồi rất là nhiều nơi. Ngày hôm trước thì thông tin thì bác Lương Cường đã chính thức được bổ nhiệm vào chức chủ tịch nước. Thì tôi không biết rằng là khoảng thời gian sắp tới đây con Đinh Lan đó nó còn gửi đơn đến vị tân chủ tịch nước nữa hay không. Cứ mỗi lần mà bổ nhiệm người mới á, thì Đinh Lan nó sẽ làm một cái đơn mới. Thôi cô chú anh chị, nó kinh khủng mức độ đó đó. Có nghĩa là nó phải làm. Bởi vì sao? Bởi vì làm như vậy thì mới có được tổ chức, mới có được tổ chức tín nhiệm, tin tưởng và đổ tiền về. Chứ bây giờ không làm đó thì lấy gì mà ăn? Không làm đó thì làm sao mà có cơ hội được đi Mỹ, đúng không cả nhà? Chúng ta thấy rất rõ rồi, những cái kẻ mà gọi là đi Mỹ vào cái thời điểm này rồi đó, như là Võ Hoàng Yên nè, bây giờ chúng ta có thể xác định được con Trang Bấm Tôm, Võ Hoàng Yên là hai người hiện tại đang ở bên Mỹ. Và hai cá nhân này thì chúng ta biết rồi là con Trang Bấm Tôm thì bây giờ nó vẫn còn đang chửi bới bà Nguyễn Phương Hằng rằng rằng trên không gian mạng suốt ngày đều. Còn Võ Hoàng Yên thì bây giờ chui rút. Tại sao bây giờ không hành nghề gọi là bấm huyệt nữa, thi công gì nữa cô chú anh chị? Tại sao không làm? Nếu như mình thật sự làm được, thật sự làm hết thì tại sao không làm? Việt Nam sao không ở? Nó đã kiếm đủ rồi, giờ là hết kiếm ăn được trên đất nước Việt Nam rồi. Nhờ công của ai? Nhờ công của bà Nguyễn Phương Hằng chứ ai? Nếu như tôi nói cô chú anh chị đó, bà Nguyễn Phương Hằng bà ấy không lên tiếng đi, thì còn bao nhiêu người bị thằng Võ Hoàng Yên này nó lừa, nó bấm, nó bóp, nó bẻ đủ thứ. Con em của quý vị gặp những cái trường hợp bị bệnh tật này kia, nó bẻ một cái đi luôn, thì cô chú anh chị mới gọi là mới quý giá những cái gọi là cái sự vạch trần của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì bây giờ nó đã đi chính thức qua Mỹ từ đầu năm 2024 này rồi, cách đây là khoảng 10 tháng rồi. Và mình nghĩ rằng mục đích đó cũng chỉ là cái gì? Nó sẽ định cư, nào nó thấy sẽ lấy quốc tịch Mỹ giống như những đứa khác, mà được cái gì? Giống như là cầu cứu, có cái gì xảy ra đó thì nó sẽ cầu cứu chính phủ Mỹ, giống y chang như con ca sĩ Đồng Xanh. Nó nghĩ rằng là quốc tịch Mỹ thì sẽ có lợi thế để mà được gọi là bảo hộ công dân, vân vân. Y chang như tụi nó, từ con Trang Bấm Tôm nè, bây giờ là tới thằng Võ Hoàng Yên nè, bà mình đánh giá tiếp theo đó chính là con Đinh Lan này, thưa các vị. Không thể nào xảy được, tiếp theo sẽ là con Đinh Lan. Các vị thấy rằng là bây giờ đó, hàng ngày đó
nó làm cái gì. 6 giờ sáng nó sẽ đi ngủ, tại vì ban đêm nó thức. Tôi mắc cười lắm, cái lịch trình nó rất là ngộ nghĩnh. Mà cái lịch trình mà ai nghe này cũng thấy gọi là bất thường ở đây đó. 6 giờ sáng nó sẽ đi ngủ đến 14 giờ chiều. 14 giờ chiều đó thì nó sẽ thức dậy, nó học hành cho đến 10 giờ đêm. Nó học chữ, nó nói nó học hành, nó học lúc trước á cô chú anh chị, nó học lực nè. Rồi đó, nó học gọi là bên y, ngành y đó. Rồi nó nghiên cứu gọi là bài thuốc chị gọi là tiểu đường. Rồi khi mà mẹ nó bị cao huyết áp đó thì nó đưa vô bệnh viện. Thì bây giờ đó tôi nói cô chú anh chị á, những bài thuốc ở đâu rồi? Tại sao mày không nghiên cứu, mày không quảng cáo nữa Đinh Lan? Giờ mày nghiên cứu trên thân thể của ba mày làm sao rồi Đinh Lan? Nó nói là nó nghiên cứu bài thuốc trị bệnh tiểu đường, một cái bệnh mà tôi nói cô chú anh chị y học bây giờ chưa có cái phương pháp mà để gọi là trị nữa đó. Mà nó đang nghiên cứu đã cho ra được bài thuốc trị bệnh tiểu đường để nó lên nó quảng cáo đó. Nó gọi là nó nói là nó cho, nhưng nó chỉ gọi là cho cái đơn thuốc thôi. Còn mà ai muốn mà có thuốc đó, thì phải gọi là đặt mua. Thì đây là cái chiêu bài bán thuốc chứ còn gì nữa cô chú anh chị. Cái chiêu bài bán thuốc này nó lương lẹo và nó lừa đảo giống y chang như thằng Võ Hoàng Yên, chẳng khác gì cả. Tụi nó là một vụt. Thì bây giờ khi mà các youtuber, các anh em lên vạch mặt nó cho đến bây giờ đó, thì quý vị có thấy rằng nó dám nó lên nó cho đơn thuốc nữa hay không? Không dám lên nữa cô chú anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì đâu phải đơn giản để gọi là lên trên mạng xã hội rồi cho đơn này đơn kia. Cần phải có giấy tờ chứng minh mình là một y sĩ đông y hay là một cái y sĩ nơi nào đó, thưa quý vị, mình mới có gọi là đủ trình độ để mà bốc thuốc hay là ra một cái đơn thuốc cho gọi là bệnh nhân. Nhưng bây giờ nó không dám đem lên cái đơn, những cái đơn thuốc đó nữa. Thì quý vị đủ chứng minh rằng, cô chú anh chị, rằng con nhỏ này nó dốc láo lừa đảo như thế nào rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó nói rằng về cái vấn đề mà chữa bệnh cao huyết áp. Vậy thì tại sao mẹ nó bệnh cao huyết áp, nó đưa vô bệnh viện, sao nó không trị? Thưa quý vị, sao nó không trị? Thuốc nó nghiên cứu ra mà gia đình nó không cho, không dám cho uống, mà nó bán cho cô chú anh chị. Thì quý vị tự hiểu đi. Đó, nó bao nhiêu đó thì cô chú anh chị đã tự hiểu rồi. Tôi đánh giá rằng đó, sắp tới con này nó cũng sẽ đi theo thằng Võ Hoàng Yên thôi. Tại vì tụi nó cùng một vụ. Thằng Võ Hoàng Yên hiện tại là ở bên Mỹ rồi đó. Thì sắp tới sẽ là những đứa này. Còn những nhân vật như là ca sĩ Đồng Xanh hay anh Mr. Đồm, thì hai cá nhân này thì anh Đồm thì có quốc tịch Mỹ nhờ kết hôn rồi. Anh kết hôn cho nên là anh có quốc tịch rồi. Còn chị ca sĩ Đồng Xanh thì cũng dạng như là thường trú nhân, thường trú nhân Mỹ rồi. Sắp tới không biết là có quốc tịch chưa. Nhưng mà điểm chung của họ là cái gì? Nơi điểm đến của họ là chung một chỗ. Và điểm chung của họ là cái gì? Chửi bới, xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng rất nặng nề. Cùng nhau đấu tố bà Nguyễn Phương Hằng. Thằng thì lừa đảo, đứa thì lên chửi. Đó, tụi nó là chung một nhóm, chung một sụt. Đó, chung một sụt hết tất cả. 4-5 đứa và còn nữa. Còn nữa, những cái kẻ mà trong lá đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng trước đó là có 30 mấy cá nhân đó cô chú anh chị. Thì trước đó ví dụ như bác sĩ gì là Giác Tịnh Nhân hay này kia thì đã có một số tụi nó đi nước ngoài rồi. Cơ quan chức năng điều tra người ta thông tin là không xác định được, và một số đã đi nước ngoài, có 2-3 đứa vậy đi thôi. Thì nơi đến của tụi nó cũng là Mỹ, thưa quý vị, cũng là nước Mỹ. Bây giờ tôi hỏi cô chú anh chị rằng tụi nó có chung một vụt, có chung một ổ nhóm để mà tấn công bà Nguyễn Phương Hằng vì ai? Đó chính là vì thằng Võ Hoàng Yên. Mục đích của tụi nó đó chính là bảo vệ cái thằng Võ Hoàng Yên này, không ai khác hết trơn cô chú anh chị. Bởi vì sao? Tại vì bà Nguyễn Phương Hằng đã đánh vào cái lợi ích nhóm của tụi nó. Chúng ta thấy rồi đó, nếu như bà Nguyễn Phương Hằng không bóc trần cả thằng Võ Hoàng Yên đó thì nó là hợp tác với giới nghệ sĩ rồi. BA rầm rộ mở một số các gọi là tụi nó còn lên phi thiền, lên gọi là du thiền để chữa bệnh mà chúng ta còn nhớ rồi, anh Hoài Linh đó, anh Hờ Lờ đó, còn gọi là BA truyền thông dữ dội để làm cái gì?
để gọi là cùng nhau có lợi nhuận, giới thiệu cho hết chỗ này chỗ kia đi, đi chữa bệnh ra nước ngoài, ra Mỹ này kia, đủ thứ. Thậm chí anh Linh còn cho 20 đệ tử đi theo để học, đầu tư chạy PR truyền thông, các nghệ sĩ gom lại chụp hình. Thời đó anh Linh đang gọi là đang nắm chùm showbiz mà cô chú anh chị, nói cái gì làm cái gì mà không được, nói gì cũng nghe, mà cả một bầu trời tuổi thơ có rất là nhiều người. Thì dựa vào tiếng tăm rất là nhiều cá nhân, Võ Hoàng Yên đã bước lên một bước rất cao. Thưa quý vị, nếu như một người thật sự có tài thì tại sao giờ này phải chui trốn đổi nghề liên tục, không có hành nghề cái gì mình nữa. Mình nói là hành nghề để mà cứu giúp ba tánh mà, sao chỉ một hai cái lời vạch trần của người khác thì mình lại gọi là chui rút trốn chạy. Điều đó đã chứng minh quá rõ ràng những cái việc làm, những cái lời tố cáo của rất là nhiều người, trong đó nể trọng nhất vẫn là bà Nguyễn Phương Hằng có trọng lượng để vạch trần ra cái bộ mặt thật của thằng Võ Hoàng Yên. Thì để cô chú anh chị xem những cái lời chia sẻ của Thanh Nguyên là có đúng hay là không. Khi mà thời điểm hiện tại đó, thằng Võ Hoàng Yên, con trang mắm tôm, đã sang Mỹ rồi. Và kẻ tiếp theo mình dự đoán đó chính là con Đình Lan, nhà của chú anh chị. Rất mong rằng là về những cái vấn đề pháp lý của bà Nguyễn Phương Hằng đó sẽ nhanh chóng hơn, để mà có thể nói là tránh cái tình trạng tiếp tục. Bây giờ con Đình Lan đó, cô chú anh chị, nó đang rất là sợ rồi. Nếu như mà chậm một bước đó thì có lẽ rằng Đình Lan này cũng sẽ đi qua Mỹ giống như con trăm bóng tôm mà thôi. Thưa quý vị, đó là cái nội dung mà buổi sáng ngày hôm nay Thanh Quyền muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị xung quanh câu chuyện của show Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là tung tích của thằng Lan Bầm Võ Hoàng Yên. Em cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một số những cái thông tin diễn biến xung quanh sự việc này gửi đến quý vị chúng ta theo dõi. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.